đây là thêu ha anh đi, và có ép đá ha, ép đá này rất là chắc nha. Chiếc thun này là đợt này là thun dạng như da cá mà cao cấp ha, mềm mịn bự ha, to giãn nha, mặt rất là mát. Con này nó hơi nhỏ một tí thì nó đạt 60-65 kg đổ lại là mặt vừa ha, và đặc biệt những mối đầm nai em nè. Xin lỗi, dành cho mấy bạn nào mà mông to mà dạng như cái mông rất là nhiều á, như mình là nếu mà bình thường mình đặt một cái đầm ôm á, cái này bị giật đầm lên á, các bạn mặc cái mẫu này không sợ ha. Mình thấy có nhiều bạn biết sai qua sớm thử đó, chọn những chiếc váy hoặc là những chiếc đầm cái sợ mặt ở phía sau nó giật lên, nó dẫn lên đường xấu ha. Cái đầm này nó che được cái khuyết điểm đó của mình nha, nó không có nhìn cái mông mình giống như bị dẫn lên bị giật lên ha, rất là đẹp luôn ha. Giá của mẫu đầm này là 350 nha, và mặt kiểu này rất là trẻ trung ha, 40 tuổi